Xin chào các bạn. Như chúng ta đã biết là kể từ kỳ thi tháng 12 năm 2019 hay còn gọi là December 2019 thì môn thuế taxation hay tên gọi trước đây là môn F6 đã chuyển sang thi trên máy tính. Chúng ta còn hay gọi là kỳ thi CBE ạ. Như vậy là cũng sẽ có những một số cái sự khác biệt khi chúng ta chuyển từ kỳ thi trên giấy sang kỳ thi trên máy tính. Và hôm nay thì mình xin được giới thiệu với các bạn một số cái lưu ý cũng như là một số cái về cấu trúc bài thi, một số cái kỹ thuật chúng ta có thể sử dụng khi chúng ta làm bài thi môn F6 ở trên máy tính. Đối với những bạn lần đầu tiên thi trên máy tính thì đây thực sự cũng là một cái sự thử thách cũng như là có khá là có nhiều vấn đề ngỡ ngàng. Vì vậy thì thông qua cái buổi hướng dẫn này mình hy vọng là các bạn có thể ôn tập và thi một cách hiệu quả và đạt được kết quả cao nhất. Trước hết là chúng ta nhắc lại về cái nội dung chính của môn F6. Thì nội dung chính của môn F6 thì thực ra là cũng chỉ xoay quanh những vấn đề chính của hệ thống thuế của Việt Nam. Nên là phần đầu thì sẽ giới thiệu về hệ thống thuế của Việt Nam cũng như là luật quản lý thuế. Phần này thì chủ yếu là liên quan đến các cái quy định và luật định. Thì sẽ hay thi ở phần câu hỏi dưới dạng là câu hỏi mang tính phần cho đấy, câu hỏi lựa chọn, hoặc là chúng ta cũng có thể áp dụng một chút vào trong một số cái bài tập dài, nhưng nó không 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 nằm nhiều ở trong cái phần bài tập dài, hoặc có thể là những cái câu hỏi mang tính chất là giải thích ạ. Thế còn bốn phần còn lại thì nó sẽ rơi nhiều hơn vào phần tính toán, đấy là phần liên quan đến thuế thu nhập cá nhân (personal income tax), phần thuế thu nhập doanh nghiệp (corporation tax) hoặc là corporate income tax, phần thuế nhà thầu (foreign contractor tax) và phần thuế giá trị gia tăng (VAT). Thì rõ ràng đây là bốn cái sắc thuế chính mà không một người làm kế toán thuế nào mà lại không biết đến, nên là chúng ta sẽ thấy rằng là cái môn F6 nó tập trung khá đầy đủ về những cái lĩnh vực, về những cái sắc thuế cần thiết trong cái quá trình làm việc và hành nghề của chúng ta. Và để nói về cái cấu trúc bài thi thì ở đây chúng ta thấy rằng là tất cả mọi bài thi trên máy tính của ACCA ở cấp độ skill, đấy, cấp độ số 2 hay chúng ta hay gọi là level S thì đều diễn ra trong 3 tiếng ạ. Thời gian thi của chúng ta là 3 giờ. Và riêng đối với môn thuế thì sẽ chia thành hai section, ta có hai phần. Phần thứ nhất gồm có 15 câu hỏi được gọi là objective test question. Mỗi câu hỏi sẽ có 2 điểm, tổng số điểm cho phần này là 30 điểm. 15 câu hỏi này được nằm ở trong phần gọi là section A. Section B chúng ta có 6 câu hỏi được gọi là constructed response question. Số câu hỏi là 6 ạ. Và số điểm thì sẽ từ 10 đến 15 cho mỗi một câu hỏi, tổng sẽ lên đến là 70 điểm. Và được phân bổ như sau ạ. Chúng ta thấy rằng là cái hệ thống thuế và luật quản lý thuế thì rơi vào khoảng là 15%, thuế thu nhập cá nhân là 10%, thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, thuế nhà thầu là 10% và thuế giá trị gia tăng là 15%. Đấy là cái tỷ lệ cấu trúc của các câu hỏi được phân bổ trong bài thi. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái bài thi trên máy tính. Computer Based Exam thì là hoặc là Computer Based Assessment thì nó có cái điểm gì khác biệt. Điểm đầu tiên đấy là tất cả các câu hỏi trong bài thi đều là câu hỏi bắt buộc. All questions are compulsory. Và các câu hỏi sẽ rơi vào bất kể một cái lĩnh vực nào, một cái phần nào ở trong nội dung học, trong cái syllabus của môn học. Tức là sẽ không có cái phần để chúng ta gọi là bỏ qua hay là hạn chế hay là học tủ. Ở đây chúng ta hiểu rằng là cần phải học tất cả mọi ngóc ngách của syllabus. Bởi vì nếu nó không thi ở một tập dài, nó sẽ rơi vào phần multiple choice, đúng không ạ? Phần câu hỏi lựa chọn. Trước hết là để có thể hình dung được một cái bài thi cụ thể của môn F6 thì ở trên slide thì mình có đưa một cái đường link. Khi các bạn vào cái đường link đó thì các bạn sẽ nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một cái phần gọi là resource, tức là chúng ta sẽ chọn cái nguồn, cái version nào chúng ta thi. Thì các bạn sẽ click vào cái mũi tên màu đen sổ xuống này. Các bạn sẽ chọn cái version của chúng ta là Việt Nam. Tuy nhiên là đây là kỳ đầu tiên mà chúng ta có kỳ thi ở trên giấy. Kỳ thi trên máy thay cho kỳ thi trên giấy. Do vậy là những cái bài thi của kỳ trước của đối với cái version của Việt Nam thì rất tiếc là lại không tồn tại, không có. Do đó chúng ta chỉ có thể sử dụng cái đường link này để chúng ta luyện tập và xem cái giao diện của bài thi máy nó như thế nào. Thì nếu chúng ta muốn luyện tập thì các bạn có thể click vào phía bên dưới, ngay phía dưới sau khi chúng ta chọn xong phần Vietnamese Resource ở đây, hay còn gọi là Vietnamese Version.
thì chúng ta sẽ xuống cái phần gọi là Specimen Question Applicable from December 2019 section. Thì trong này người ta sẽ đưa ra cái bài thi mẫu đối với các kỳ thi kể từ kỳ December 2019 trở đi. Tuy nhiên cái bài thi mẫu này của Việt Nam cũng là một bài thi không đầy đủ. Chúng ta chỉ có vài ba câu hỏi trắc nghiệm và một hai câu hỏi ở phần câu hỏi constructed response thôi. Nếu các bạn muốn tham khảo một cái bài thi đầy đủ thì các bạn sẽ chọn cái version của UK hoặc là cái version của Malaysia hay là Singapore để chúng ta nhìn được một cái bức tranh tổng thể. Tuy nhiên thì lời khuyên của mình thì cũng không cần thiết lắm. Chúng ta chỉ cần hình dung là cái bài thi trên máy tính trông nó như thế nào và các cái thao tác chúng ta cần thực hiện là gì thì các bạn hoàn toàn có thể vào bất kể một cái bài CBE specimen nào để thực hành. Và ở phía bên ngay bên dưới cái phần specimen thì chúng ta có một cái gọi là constructed response workplace. Workspace thì ở đây chúng ta sẽ có một cái chỗ để mà chúng ta luyện tập các bài tập dài, cái 6 câu hỏi constructed response ấy. Thì đây là một cái giao diện, nó không có cái gì ở bên trong, nó trống trơn. Khi chúng ta vào cái giao diện này chúng ta sẽ luyện tập được. Thì ở cuối của cái phần trình bày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để vào. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là trên máy, trên màn hình khi chúng ta đi thi thì nó sẽ có những cái chức năng gì và nó có những cái công cụ gì hỗ trợ cho các bạn. Trước hết là khi mà chúng ta vào một cái bài thi, một cái câu hỏi thi, chúng ta hãy nhìn thấy toàn cảnh của một cái màn hình đi thi, trông nó sẽ có những cái thông tin như sau. Thứ nhất là sẽ có tên của môn thi, đúng không ạ? Chúng ta đang vào môn thuế, nó sẽ có tax season và chúng ta thi cái version là Việt Nam thì nó sẽ lên chữ là Việt Nam. Ở đây thì bài thi thật thì nó sẽ không có cái explain answer, chỉ có bài specimen là bài luyện tập thì nó mới có thôi. Bài thi thật thì nó không có ạ. Chúng ta có cái phím chức năng là calculator này, scrap pad, có số câu hỏi để đánh thứ tự ở đây, flag for review, là chúng ta có thể cắm cờ. Ở phía dưới chúng ta sẽ có bên phải của màn hình, chúng ta sẽ có cái thanh công cụ để chúng ta chuyển câu hỏi từ câu này chuyển sang câu tiếp theo hoặc chuyển về câu trước đó, và một cái gọi là navigator. Thì chúng ta sẽ lần lượt hiểu là nó sử dụng để làm gì. Ngoài ra chúng ta còn có một cái phần ở góc trái có head và tag table. Chúng ta sẽ xem lần lượt từng cái chức năng một. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu ở cái phần navigate between screen, thì ở đây cho phép chúng ta chuyển màn hình từ cái màn hình hiện tại sang cái màn hình tiếp theo cũng như là màn hình trước đó hay tương tự của mỗi màn hình, đấy chính là câu hỏi, đúng không ạ? Đấy là cái đầu tiên chúng ta có thể sử dụng, đấy là phím ở bên góc phải của màn hình, người ta gọi là navigate between screen để chúng ta chuyển các màn hình, các câu hỏi hiện tại sang câu hỏi kế tiếp và câu hỏi trước đó. Tiếp theo, nếu mà chúng ta nhìn lên màn hình, chúng ta tiếp tục nhìn thấy có ở bên góc trái á, chúng ta sẽ có cái nút có từ là calculator. Thì trong trường hợp nếu đi thi chúng ta không mang máy tính calculator theo thì chúng ta có thể sử dụng calculator có sẵn trong bài thi ở trên màn hình, và chúng ta chỉ việc ấn vào cái nút calculator thì nó sẽ có hai lựa chọn, một là scientific hay là standard. Thì scientific sẽ ra một cái máy tính phức tạp hơn, nó có cả hàm để tính mũ. Nhưng mà đối với F6 thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần chọn cái standard là cũng được rồi. Thế thì cái trong trường hợp mà chúng ta quên máy tính thì chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta có thể sử dụng cái calculator ở trên màn hình để tính toán, và nó thực ra nó cũng không quá là phức tạp về mặt tính toán đâu. Nên nếu không mang máy tính thì cũng không việc gì phải nghĩ rằng là vì cái lý do không có máy tính mà mình không làm được bài. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cái máy tính có sẵn ở trên màn hình. Tiếp theo là cũng ở bên góc phải chúng ta sẽ nhìn thấy là các cái câu hỏi sẽ hiện số thứ tự. Thì các bạn nên nhớ là ở phần section A chúng ta sẽ có là 15 câu hỏi, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có thêm 6 câu hỏi ở phần bài tập dài ở phần section B, nên chúng ta có tổng số câu hỏi là 21 câu. Thì ở đây là bài specimen thì người ta để thi examiner ấy, chỉ để sẵn cho các bạn có 4 câu thôi nên nó mới hiện lên là 3/4. Đấy thì còn đi thi của chúng ta nó sẽ là 1 của 21, 2 trên 21 hoặc là 3 trên 21. Thì đấy là chúng ta biết được là chúng ta làm đến câu số bao nhiêu rồi, để chúng ta hiểu được là chúng ta đã đi qua được bao nhiêu câu và còn bao nhiêu câu phải làm nữa. Đấy thì cái chúng ta chỉ lưu ý là nếu mà quên máy tính thì sẽ sử dụng cái nút calculator, nó sẽ hiện máy tính lên cho các bạn. Tiếp theo là chúng ta thấy bên cạnh cái calculator chúng ta sẽ có một cái nút tên là scrap pad. Thì cái nút này thực ra là ở môn F6 với mình thì mình nghĩ là nó cũng không cần thiết lắm. Đây là cái chỗ để chúng ta tích nốt, chúng ta ghi chép những cái nốt vào đây.
chúng ta có thể gõ vào trong cái này, nó giống như một cái giao diện Notepad của chúng ta ấy trên máy tính, thì nó cũng chỉ có tác dụng là để chúng ta ghi chú ở đây thôi, chứ examiner họ sẽ không chấm điểm cho cái phần này. Thế nên là cái phần này ghi cũng được, không ghi cũng được. Nếu mà chúng ta có thói quen là làm nháp bằng giấy trắng thì các bạn có thể vẫn có giấy và bút để mang vào phòng thi, thì chúng ta sẽ sử dụng cái giấy và bút đó để chúng ta viết nháp, hơn là chúng ta phải mở thêm một cái thanh một cái công cụ ra để chúng ta sử dụng. Để chúng ta không quen thì mọi người có thể bỏ qua cái này cũng được. Còn nếu mà bạn nào mà muốn tích nốt lại một số cái nội dung, hoặc là mình cảm thấy mình ghi chú lại, lát nữa mình quay lại mình xem thì cũng được, thì mọi người có thể mở cái Scratchpad này ra để chúng ta ghi chú. Nhưng mà nó không không có tác dụng là mình làm xong rồi là mình dán vào bài làm đó. Nó sẽ không có cái tác dụng đấy. Mình chỉ có thể nốt ở đây mà thôi. Ngoài ra ở phía bên phải của màn hình, cái chỗ góc phải ở ngay dưới cái số thứ tự câu hỏi thi, có một cái ô, có một cái công cụ gọi là platform review, có nghĩa là nếu cái câu hỏi, đặc biệt là câu hỏi multiple choice, mình chọn đáp án xong mà mình có cảm giác là những câu hỏi này nó chưa chắc chắn, thì mình có thể click vào cái nút là platform review, có nghĩa là câu hỏi này mình sẽ đánh dấu bằng cách lá cờ, để sau này khi mà mình nộp gần như mình nộp bài, mình muốn review lại tổng thể cả bài làm, thì mình ấn vào cái nút navigator này thì nó sẽ hiện lên toàn bộ số câu hỏi mà mình đã làm, và trong đó những câu nào được cắm cờ thì nó cũng sẽ report lại cho mình ở trên cái màn hình đó, và mình chỉ cần ấn vào cái chỗ có lá cờ, nó sẽ quay trở lại cái câu hỏi mà mình đánh dấu để mình xem xét lại cái lựa chọn của mình nếu mình muốn thay đổi. Thì cái này nó cũng rất là có tác dụng, mà khi người ta chấm điểm thì nó chả ảnh hưởng gì cả. Nên nếu các bạn thấy không chắc chắn điều gì thì các bạn nên là đánh dấu bằng lá cờ, để chúng ta có điều kiện, có thời gian chúng ta sẽ back lại phần đó. Tiếp theo là ở bên góc trái, lúc nãy chúng ta nhìn thấy có một cái dấu hỏi đấy, và có hiện cái chữ Head và Text Table. Thì cái chúng ta click vào đây thì nó sẽ hiện lên cái biểu thuế, cái bảng thuế cho chúng ta. Cái bảng thuế mà được, nếu chúng ta thi trên giấy thì sẽ được phát cái tờ này đính kèm vào cái phần đề. Thì ở đây người ta sẽ không có giấy đúng không ạ, nên chúng ta chỉ tất cả mọi thứ đều trên màn hình. Vậy chúng ta sẽ click vào cái Text Table, nó sẽ hiện lên cái bảng thuế để cho chúng ta nhìn. Và chúng ta sẽ có những cái thuế suất sẽ hiện lên ở đây của tất cả các loại thuế. Nếu mà chúng ta không nhớ, chúng ta có thể tra ở đây. Tuy nhiên là mình nghĩ là với các bạn thì cái thuế suất này chúng ta gần như là đã quen thuộc hết rồi, đúng không ạ? Mức thu nhập chúng ta cũng nhớ mà, chỉ có khi chúng ta tính thuế nhập cá nhân, nếu không nhớ thì vào đây cũng được. Nói chung là nó khá là thuận tiện. Tiếp theo là sẽ có một cái ở cái bài tập dạng dài là bài constructive, cái bài mà chúng ta cần phải làm câu hỏi dưới dạng là bài tập dài đấy ạ. Thì ở phần section B ấy, thì nó có một cái thêm một cái biểu tượng có chữ symbol, thì cái này giúp để chúng ta chèn cái biểu tượng của currency ấy, tức là biểu tượng của đồng tiền. Tuy nhiên là chúng ta thi cái này nó chỉ là thuế Việt thôi, nên chúng ta sẽ chỉ có đồng tiền là Việt Nam đồng, nên là tốt nhất là trong bài giải các bạn ghi luôn nó là triệu Việt Nam đồng, ví dụ như là Việt Nam đồng million, hoặc là amount in thousand or in million Việt Nam đồng, thế là dễ nhất. Mà chúng ta chỉ cần ghi một lần thôi, những cái chữ sau chúng ta không cần phải ghi nữa. Giống như chúng ta làm kế toán, chúng ta ghi là in nghìn đồng hay là in triệu đồng, ví dụ như thế, thì chúng ta sẽ cái này chúng ta cũng làm như thế trên bài, chả cần phải sử dụng cái nút symbol này, nhưng mà cũng không cần thiết lắm. Thì đây là cái giao diện của cái phần ở phần section B, thì trông sẽ như thế này. Và nó sẽ có một bên trái màn hình là phần câu hỏi, và bên phải là để giúp chúng ta trả lời. Và nếu câu hỏi của chúng ta có các phần là ABC thì bên phải màn hình này sẽ hiện ra từng đoạn một để cho chúng ta trả lời, và mỗi đoạn thì sẽ tương ứng với một câu. Thế và chúng ta sẽ thấy rằng có thể có cái nút gọi là review screen, tức là chúng ta có thể review lại cái question. Chúng ta lưu ý là ở question này nếu mà đề của nó dài ấy, thì chúng ta phải kéo cái thanh scroll bar này xuống phía dưới, kéo hết tra này, bấm một mũi tên cũng được, hoặc là di bằng con chuột vào đây để chúng ta kéo dần xuống, thì chúng ta mới đọc được hết đề bài. Nếu không đọc được hết đề bài chúng ta sẽ bị bỏ sót dữ liệu và bài làm chúng ta sẽ bị sai, đúng không ạ? Đấy, và khi mà lúc nãy chúng ta có đề cập đến cái phím Navigator đấy, là cái phím mà sau khi chúng ta làm gần như chúng ta làm xong rồi, thì các bạn có thể click vào cái phím Navigator này để các bạn chuyển câu hỏi hoặc là chọn câu hỏi mình muốn vào. Ví dụ như khi chúng ta bấm vào đây, nếu mà nó có 21 câu sẽ liệt kê đủ 21 câu ạ, và câu nào mình đã complete, câu nào mình cắm cờ thì lại thì ở cái phần mình cắm cờ nó sẽ hiện lên là cái flag for review này. Câu nào mình chưa làm nó cũng sẽ ghi rất là rõ là incomplete, và mình click vào cái câu đó, mình ấn vào chữ incomplete, mình sẽ quay về cái câu đó ngay lập tức và mình sẽ có thể tiếp tục làm. Thế còn câu nào thậm chí mình còn chưa mở ra nó sẽ hiện là unseen. Đấy, thì đấy là những cái tác dụng của các cái phím mà thể hiện ở trên cái màn hình mà chúng ta sẽ gặp. Thế và khi mà chúng ta làm bài thi thử đấy, bài specimen ấy, thì
Nếu chúng ta mà kiểu lười, chúng ta chỉ cần muốn thử sử dụng cái màn hình thôi mà chúng ta không đọc kỹ đầu bài thì nó sẽ hiện lên một cái cảnh báo là unseen content, có nghĩa là mình chưa đọc hết nội dung mà mình lại muốn là trả lời hoặc là muốn chuyển sang câu hỏi mới, thì nó sẽ cảnh báo cái điều này để tránh cái việc là chúng ta bị đọc sót đề bài. Thế và đấy, khi mà chúng ta kết thúc, chúng ta muốn nộp bài thì sẽ có một cái phím ở bên góc trái đây là end exam. Trong trường hợp là chúng ta không ấn vào cái nút này hết giờ thì nó cũng sẽ tự hiện lên là end exam. Thì nếu mà mình hiện lên cái end exam này có nghĩa là mình đã kết thúc, và trên màn hình sẽ hiểu sẽ đặt ra một cái câu hỏi hỏi chúng ta là mình có muốn finally end of exam hay không. Đấy. Complete cho item review and wish to finally end exam. Đây nó cứ hỏi mình để tránh trường hợp là mình nhỡ tay mình bấm vào đấy nhưng mà mình thực sự là chưa muốn nộp bài. Thế còn nếu mà hết giờ mà mình chưa nộp thì nó cũng tự end thôi. Đấy, thì đấy là cái giao diện của bài thi. Bây giờ chúng ta xem là các cái dạng câu hỏi thì nó được định dạng như thế nào. Thì giả sử ở đây là mình đang vào một cái phần gọi là của Singapore chẳng hạn. Thì phần đầu tiên nó sẽ tên là Section A. Thì sau này nó sẽ giải thích là Section A có bao nhiêu câu. Cái version của Singapore nó sẽ ghi là 15 câu này. 15 objective test question. Each question worth 2 marks and is compulsory. This exam session will worth total 30 marks. Có nghĩa là chúng ta có 15 câu hỏi, mỗi câu hỏi 2 điểm và tổng số điểm là 30 điểm, và đây là các câu hỏi bắt buộc. Thì ở phần version của Việt Nam nó cũng sẽ y xì như thế này, vì phần A của chúng ta giống nhau. Thế và họ cũng nốt luôn này, calculation and booking need only be made to the nearest Singapore dollars, có nghĩa là được làm tròn các cái tính toán và booking nó được làm tròn đến cái đồng đô gần nhất. All appointments should be made in the nearest month, tức là chúng ta có thể phân bổ theo số tháng. Ví dụ như là người ta cái ngày nó nằm ở giữa tháng thì mình sẽ tính luôn vào cái tháng đấy, ví dụ như vậy. Thế chúng ta không phải lo lắng là phải tính theo ngày mà chúng ta sẽ dùng cái công cụ phân bổ là theo tháng đấy chứ ạ. Thì người ta có cái nốt như vậy, thì thực ra là đi thi nhiều khi chúng ta vội chúng ta cũng chả đọc, chúng ta chỉ thấy cái section A chúng ta bấm vào cái nút next để chúng ta chuyển câu hỏi. Tuy nhiên là những cái nốt này của họ chúng ta rất là cần thiết, nếu mà mình trong cái lúc mình đang luyện ấy thì mình nên đọc để mình hiểu là cái người ta ghi chú thế để làm gì, chẳng qua là để cung cấp thêm thông tin cho mình. Và câu hỏi phần section A nó là câu hỏi dưới dạng là objective question, nó chính là câu hỏi multiple choice. Thế thì đây là một cái câu hỏi ví dụ của dạng multiple choice. Đấy, chúng ta thấy đi thi nó sẽ trên màn hình sẽ hiện lên tên này, bỏ qua cái explain answer, em phải đi thi thì không có answer mà, calculator này, scratch pad này, flag for review này, số câu hỏi này, help và text table, previous, navigator và next. Đấy, tất cả những cái phím này chắc chắn là sẽ có công cụ này đều xuất hiện ở trên màn hình và chúng ta quen thuộc với cái việc sử dụng các công cụ này. Thì câu hỏi, một cái câu hỏi mà nó multiple choice thì nó có thể chỉ cần một lựa chọn đúng, thì dạng câu hỏi ở đây nó sẽ có hình tròn như thế này, và khi chúng ta click vào cái lựa chọn thì nó sẽ biến thành màu đen, tức là có những cái hình tròn được tô đen. Đấy, thì đấy là một dạng câu hỏi multiple choice. Thế còn ở phần và chúng ta thấy phần section A của chúng ta là 15 câu, nó sẽ có dạng đó. Thế còn ở phần section B ạ, thì nó sẽ có 6 câu hỏi, và 6 cái câu hỏi này thì nó sẽ có số điểm từ 10 đến 20 hoặc từ 10 đến 15 tùy vào việc ra đề thi của examiner. Và họ cũng nhắc nhở chúng ta là làm tròn này, rồi là chúng ta phân bổ số tháng theo tháng chứ không cần phải phân bổ theo ngày. Đấy chứ ạ. Đấy, thì chúng ta cứ sau khi chúng ta đọc xong cái hướng dẫn, chúng ta bấm vào cái next thì nó sẽ lên cái câu hỏi của phần đó. Thì đây là cái format của section B. Thì trông nó sẽ có dạng là ở bên trái này thì chúng ta sẽ có là đề bài, bên phải sẽ là bài làm. Thì bên phải là bài làm thì nó có hai dạng, hoặc là chúng ta trình bày dạng Excel. Và đây, nếu đây là một bài tính thuế, được tính thuế thu nhập doanh nghiệp, tính thuế thu nhập cá nhân thì rất hay có cái dạng này. Thì bài làm của chúng ta sẽ là Excel. Thì Excel nó lại có một cái đặc điểm là gì? Chúng ta chỉ có những phím hết sức cơ bản, những cái hàm chức năng hết sức cơ bản thôi. Vì chúng ta chỉ có thể in đậm, in nghiêng hoặc gạch chân, mình cũng có thể cắt và dạ, có thể cắt này, có thể copy và có thể dán, nhưng chúng ta không thể chèn thêm dòng được nhá, chúng ta không delete được dòng, cũng không chèn thêm được dòng. Và có một cái nút ở góc trái này, cái nút ngoài cùng góc trái này, chúng ta tuyệt đối không bao giờ động vào, vì đây là nút reset. Nếu chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ clear mất toàn bộ những gì chúng ta đã làm và chúng ta không thể undo lại được. Đấy là điều chúng ta phải lưu ý. Rồi cũng có nút phần trăm ở đây để chúng ta tính phần trăm. Đấy, thì chúng ta có thể dùng hoặc không dùng, cái này nói chung là cũng có thời gian thì format, còn nếu không thì thôi, chúng ta cũng làm đơn giản thôi ạ. Thì có cái lưu ý là nếu mà số nào là số âm thì chúng ta nên để trong ngoặc thì chúng ta format thôi, chúng ta trình bày nó dưới dạng là trong ngoặc giống như là Excel thông thường.
Thế và nếu mà dạng câu hỏi mà nó yêu cầu thế này, ví dụ như đây là một cái ví dụ là state the deemed date of commencement of by fashion PTE limited and explain your reasons, thì cái loại câu hỏi này sẽ yêu cầu chúng ta phải explain, nên người ta sẽ trả chúng ta một cái giao diện Word để chúng ta trả lời, nên là chúng ta không có thể nào mà làm trên Excel được, nó sẽ cho mình Word thì mình phải làm trên Word. Thì cái Word này cũng thế, hết sức đơn giản, chỉ dùng để typing các cái chữ mà thôi, chúng ta cũng không có thao tác gì nhiều trên này và cũng không cần phải format cầu kỳ bóng bẩy gì cả. Thì ở đây họ sẽ có một cái phím với cho cái nút để cho chúng ta có thể tạo được cái bullet ấy. Cái menu của nó sẽ có cái bullet thì để cho trình bày và dạng Word nó đẹp hơn ấy. Bullet hoặc là dưới dạng là 1, 2, 3 này. Chúng ta cũng lưu ý là không bấm vào cái nút ngoài cùng bên trái này, đây sẽ là nút reset và chúng ta sẽ bị mất toàn bộ những gì mà chúng ta đã làm trước đó, không undo lại được nữa. Bây giờ thì mình muốn hướng dẫn các bạn là cái cách trình bày một cái bài tập dài ở trên cái phần section B á, ở trên cái giao diện Excel thì trông nó sẽ như thế nào. Word thì nó giống hệt với cách chúng ta thi giấy, chúng ta viết như nào trên giấy thì chúng ta làm trên Word như thế. Chỉ có bây giờ nếu nó là một dạng bài mà chúng ta sẽ trình bày trên Excel thì cái việc trình bày nó trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Chúng ta không cần phải viết nhiều lời giải thích, bởi vì tất cả mọi giải thích của chúng ta thì có thể đặt bằng công thức, đúng không ạ? Đây là đầu bài, chúng ta cùng nhau đọc đầu bài, và đây là một cái đề mình lấy từ kỳ thi năm 2017. Thì cũng có thể có một số thứ nó không còn giống với cả cái quy định của luật của 2019, nhưng không sao. Cái bài này chúng ta chủ yếu là để tìm hiểu cái cách trình bày thôi ạ. Cách chúng ta biến một cái bài tập ở trên giấy, chúng ta thể hiện trên Excel, và chúng ta thấy rằng là làm trên Excel nó sẽ nhanh, tiện và nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta cần phải có thời gian luyện tập ạ. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc đầu bài nhé. Đây là một bài liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Minh Tâm, GSC, hay gọi tắt là Minh Tâm, is a large Vietnamese joint stock company, which was established in January 2010. Minh Tâm trades in industry-specific equipment, which it also leases under operating lease agreement, and provides service in relation to this equipment. In addition to this main activity, the company also have some investment in security and real estate. The unaudited income statement of Minh Tâm for the year ended 31st of December 2017 is as exhibited below. Ở bên phải chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái báo cáo tài chính, đấy chính là income statement nhưng mà chưa được kiểm toán, đúng không ạ? Và sau đó người ta sẽ cho các bạn một loạt các cái nốt. Nốt số 1 ạ. Nốt số 1 là liên quan đến cái gì ạ? On the 1st of July, Minh Tâm leased an item of equipment for 3 years for rental of 500 million Việt Nam đồng per month. According to the lease agreement, the rental will be reduced by 10% if customer paid the full 3-year rental at the outset. In July 2017, the customer paid the rental in full to enjoy the discount, for which Minh Tâm properly issued an invoice. In the unaudited income statement, Minh Tâm has accounted for the 6-month lease revenues and record cost relating to this lease of 300 million Việt Nam đồng. It also has evidence that this cost will remain stable for the whole of the lease term. Minh Tâm has opted to declare tax in 2017 for the lease rental received in advance. Thì đây chính là một cái diễn giải cho một cái nốt. Nốt ở đây sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của Minh Tâm. Nốt số 1 ạ. Tương tự chúng ta sẽ cùng đọc các cái nốt số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6. Sau đó chúng ta sẽ đọc và chúng ta hiểu đầu bài. Đầu bài ra chúng ta là gì nhỉ? Compute Minh Tâm GSC Corporate Income Tax Liability for the year ended 31st of December 2017. Vậy chúng ta sẽ phải tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Muốn tính được thuế nhập doanh nghiệp, chúng ta phải điều chỉnh được cái lợi nhuận trên báo cáo tài chính về lợi nhuận theo gì ạ? Theo nguyên tắc của thuế, đúng không ạ? Taxable profit, chúng ta sẽ apply cái tax rate, tạm thời chúng ta apply là 20% để chúng ta tính ra thuế suất là 20% để tính ra số thuế phải nộp. Ở đây họ nói luôn là trong bài thì là gì ạ? Proper supporting voucher invoice are available for all items unless otherwise stated, là nói chung là coi như là có giấy tờ, có đủ chứng từ hợp lệ. All amount not described in the note 1 to 6 are taxable, deductible in accordance with current tax regulation. Tức là những cái gì mà không có trong note thì đều thỏa mãn luật thuế để chúng ta có thể khấu trừ. Đúng chưa ạ? Như vậy chúng ta chỉ cần đọc các cái note thôi.
Đấy, bây giờ chúng ta sẽ các bạn sẽ dành ít phút để đọc những cái nốt này và nhớ rằng là những cái nốt này nốt về cái gì. Thì ở ví dụ chúng ta đọc xong cái nốt 1 thì nốt 1 nó liên quan đến gì đã? List đúng không ạ? Liên quan đến list, rental, receivable và vì vậy nó ảnh hưởng đến revenue. Ở dòng thứ hai trong cái báo cáo unaudited income statement, nốt số 2 thì liên quan đến sales reduction. Nốt số 3 liên quan đến cost of sale, nốt thứ 4 liên quan đến administration, nốt thứ 5 là other income, nốt thứ 6 là other expense. Đây là những cái mà chúng ta cần phải đọc để chúng ta điều chỉnh. Vậy thì sau khi đọc cái nốt, chúng ta trong đầu chúng ta phải nốt được ra, chúng ta phải ghi chú xuống giấy nháp hoặc là vào cái scratchpad để ghi là gì ạ? Nốt 1 là liên quan đến revenue hoặc là liên quan đến sale. Nốt số 2 mà chúng ta đọc nhá. In accordance with minimum sale discount policies, so customer who purchased more than 10 items of equipment are given fixed cash discount of 50 million. This cash discount is not deducted from invoice amount but recorded as sales reduction in the company book. During the year 2017, the cash discount, which are included in the unaudited income statement, was given to 12 customers. Nào, đây là một cái khoản giảm trừ doanh thu và chúng ta khi chúng ta đọc cái nốt này, chúng ta phải ghi chú ra tên của nó liên quan đến sales reduction, nhưng mà chúng ta phải trong đầu phải luận được ra là cái khoản này có được trừ theo mục đích tính thuế nhập doanh nghiệp hay không. Đấy là việc của các bạn. Tiếp theo là cái nốt số 3 thì chúng ta đọc sẽ hiểu là nó sẽ liên quan đến các cái tool và equipment. Các bạn dành thời gian để đọc đi ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái nốt cũng ở số 3 nhưng point thứ 2 chúng ta sẽ có nốt liên quan đến salary for the board of director. Thì trong đó họ mô tả là có comprise 7,000 million paid to members who are directly involved in the management of the company operation and 3,500 million to members who was not involved in that management. Đấy, ví dụ như đọc đến cái nốt này, chúng ta phải ghi chú xuống dưới là gì ạ? Cái này liên quan đến lương của ban giám đốc, salary of the director, board director, nhưng mà trong đó thì có những cái người tham gia hoạt động điều hành, còn những người khác thì không. Vậy những người không tham gia thì chúng ta sẽ phải bị làm sao ạ? Loại trừ ra cái tính thuế nhập doanh nghiệp, phải add back vào profit đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải tự mình phải nốt được ra khi mình đọc những cái đề bài như thế này. Thì mình đi thi trên máy tính mới không có cái nháp, thì mình nháp vào cái scratchpad hoặc là mình nháp xuống tờ giấy mà mình được phát. Tiếp lại có một cái khoản nữa là accrual has been made for occasion bonus for lunar Tết New Year holiday. Đấy thì đây là một cái khoản thưởng, một khoản tiền thưởng ở đây là 5,5 triệu. Thế tương tự chúng ta phải đặt tên cho cái nốt, nốt này liên quan đến bonus đúng không ạ? Và chúng ta phải đọc đầu vào, chúng ta xem là cái khoản bonus này chúng ta có được trừ hay không được trừ theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy, ở cái sang slide màn hình số 2 này chúng ta sẽ có nốt liên quan đến reduction of sale này, nốt liên quan đến tool equipment này, nốt liên quan đến lương của ban giám đốc và nốt liên quan đến các khoản bonus. Và mỗi một cái nốt đấy khi chúng ta đọc không phải chỉ lấy mỗi con số, chúng ta còn phải biết được là nó có thỏa mãn điều kiện để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp hay không. Tương tự nốt số 4 thì bao gồm những cái thuyết minh liên quan đến administration expense. Thì đây người ta giải thích một cái khoản gọi là per diem mới chính là transportation allowance ấy. Per diem paid to employee in cash during business trip local and overseas of 7,000 million Việt Nam đồng. So amount per diem calculated based on internal financial policy assuming term for business trip would be 4,000 million. Có nghĩa là họ trả 7 triệu đúng không ạ? 7,000 triệu nhưng mà chỉ có 4.000 triệu là được quy định theo đúng quy chế của công ty thôi. Vậy sẽ có một cái phần chênh lệch bị loại ra. Đấy, chứ chúng ta đọc xong chúng ta phải đặt tên cho nó là liên quan đến per diem. Và sẽ có cái đoạn là nghi là chúng ta không được đưa vào khi chúng ta khấu trừ các khoản chi phí. Vì vậy chúng ta phải add back vào profit. Đấy thì khi chúng ta đọc chúng ta phải nốt ra. Nốt số 5 ạ. Other income include dividend 8,000 million from Minh Quang Company, a local subsidiary of Minh Tâm, and profit of 6,000 million from selling share of Minh Quang after receiving the dividend. The share was purchased for 100,000 million and sold for 106,000 million. Đấy thì đây là cái other income liên quan đến các khoản cổ tức và các cái khoản tiền đấy ạ, đầu tư vốn. Vậy thì chúng ta cũng phải nốt ra là sẽ tên của nó là gì, tên của cái thuyết minh là gì và chúng ta sẽ xem là cái gì được khấu trừ và không được khấu trừ. Phía dưới là các khoản other expense thì gồm có interest for late payment, cái này chắc chắn là không được trừ rồi. Additional CT liability from previous year which was discovered thì cái này là phải
tính thêm thuế phải nộp. Penalty for violence in economic contract. Chúng ta vi phạm hợp đồng thì chúng ta có được trừ hay không? Đấy, thì sau khi chúng ta đọc xong cái đề bài như vậy, chúng ta sẽ phải lường trước là những cái gì chúng ta sẽ xem là được trừ hay không được trừ, và sau đó thì chúng ta sẽ làm vào trong cái bảng Excel. Thì chúng ta thử xem một cách trình bày trong cái bảng Excel trông nó như thế nào nhé. Trước hết là chúng ta sẽ đặt tên của câu hỏi. Tên của câu hỏi là Corporate Income Tax Liability for the Year Ended 31st of December 2017. Và cho ai ạ? Cho Minh Tâm GSC, đúng chưa ạ? Và như bao bài Corporate Tax khác, khi chúng ta trình bày điểm xuất phát của chúng ta sẽ là Profit Before Tax. Và sau đó chúng ta phải thực hiện các gì ạ? Adjustment. Adjustment thì lời khuyên của mình là chúng ta trình bày theo đúng thứ tự của các nốt. Chúng ta đọc đến nốt nào chúng ta xử lý luôn. Ví dụ quay trở lại cái nốt số 1 lúc nãy liên quan đến các cái khoản lease rental, đúng không ạ? Chúng ta nhận trước lease rental thì trong cái đề bài ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó khá là dài, đúng không ạ? Nó mô tả rất là dài. Đây. Lease rental ở đây chúng ta có thứ nhất là mình thuê là bao nhiêu đấy ạ? 3 năm. Phí là 500 triệu một tháng, đúng không ạ? Thế rồi chúng ta có cái điều khoản là rental sẽ được giảm đến 10% nếu customer mà pay luôn 3 năm và được hưởng discount, đúng không ạ? Nếu như được họ được hưởng một khoản discount là 10%. Thế ở phía dưới họ cho chúng ta luôn là Minh Tâm hãy account for 6 month lease revenue record cost relating to this lease of 300 million per month. Sau đó ghi nhận toàn bộ cái chi phí này khi mà khách hàng trả full cái hợp đồng và hưởng discount thì họ ghi nhận luôn. Vậy thì mình đọc ở đây mình phải biết được là cái phần này mình sẽ phải tính toán thì mình có thể làm được ra là bao nhiêu sẽ tính vào doanh thu và bao nhiêu thì sẽ phải loại ra hay là phải điều chỉnh như thế nào đó. Vậy thì cái cách làm của chúng ta như sau. Đây chúng ta sẽ không thể làm ngay được trên một dòng. Chúng ta sẽ chạy xuống phía dưới, chúng ta sẽ đánh một cái dòng working. Thì thường cái phần working này các bạn sẽ để cách xa cái phần answer ra một đoạn. Vậy chúng ta cứ để cách ra khoảng 15 dòng. Chúng ta ghi chữ working ở đây. Thì riêng cái nốt số 1 chúng ta chắc chắn là phải làm working rồi. Thì chúng ta sẽ working cho cái lease rental receipt in advance. Thì rõ ràng ở đây monthly profit ở đây chúng ta sẽ nhận được là bằng, vì chúng ta cho thuê là 500 nhưng họ discount được 10% đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ chỉ thu về là 90% thôi. Sau đó mình mất 300 là chi phí, nên là profit liên quan là sẽ bằng 500 nhân 90% trừ 300. Đấy, thay vì phải diễn giải những dài dòng thì ở đây, ở cái dòng 150 này các bạn lưu ý là mình để công thức bằng 500 nhân 90% trừ 300 là người chấm thi đã hiểu ý của chúng ta. Ở đây là mình đang tính cho những cái khách hàng mà có được hưởng discount, đúng chưa ạ? Thế và vì vậy thì mình sẽ tính được cho cái thu nhập chịu thuế của năm 2017. Năm 2017 chúng ta tính là có bao nhiêu ạ? 36 tháng, đúng không ạ? Mình sẽ lấy cái tổng thu nhập chịu thuế mà đã ghi nhận cho năm 2017. Mình ghi cả 3 năm mà, nên mình sẽ nhân 36 tháng. Nhưng mà rõ ràng là năm tài chính này mình chỉ phải ghi 6 tháng mà thôi. Thế nên là mình chỉ lấy cái lợi nhuận của 1 tháng, mình nhân với 6. Vậy thì mình sẽ gì đây ạ? Mình sẽ, mà họ mới ghi có 6 tháng mà thôi. Trong khi đó thì họ phải ghi là 5,4 triệu, nhưng họ mới ghi có 900. Như vậy bây giờ họ phải điều chỉnh là 4,5 triệu vào trong lợi nhuận chịu thuế. Thì mình tính được ra đây là 4,5 triệu rồi, 4,500 ở đây rồi. Thì mình sẽ để ở cái dòng lease rental receipt in advance này đặt bằng cái dòng mà mình vừa tính xong, đặt là công thức. Thì người ta sẽ hiểu cách mà mình trình bày. Và ở đây chúng ta lưu ý là đồ bài cho mình là Việt Nam đồng và bằng tiền triệu, nên mình cũng để ở đây là triệu Việt Nam đồng. Thì mình không phải chỉnh cái gì, cũng không phải đánh nhiều số cho nó, cái số của chúng ta nó quá to. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ trình bày. Tương tự như là thế thì ở nốt số 2, chúng ta sẽ đọc xem là nốt số 2 người ta cho chúng ta nói về cái gì ạ? Nốt số 2. Nốt số 2 là nói về cái khoản deduction, đúng không ạ? Deduction, thì nếu như chúng ta đã từng đọc đồ bài rồi thì nốt số 2 nói về ở đây chính là các cái khoản discount, đúng không ạ? Và trả discount đây là 50 triệu và trong năm thì đã trả mất 12 triệu rồi. Thế và những cái này thì đã bao gồm ở trong cái báo cáo income statement rồi. Thì vậy thì nếu chúng ta quy chiếu nó theo luật thuế ạ, thì chúng ta thấy rằng là nó có thể không thỏa mãn để được trừ, đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ ghi ở đây là non-deductible cash discount. Và ở đây tôi lập luôn cái công thức là bằng 600, có nghĩa là tôi đặt là bằng gì đấy ạ? 12 nhân với cả 50 thì bằng 600 mà tôi add back cái này luôn dấu dương. Và bên này tôi có thuyết minh ở đây là tôi sẽ ghi chữ nốt 2 để cho examiner hiểu rằng là tôi nhặt dữ liệu này từ nốt số 2 ra.
tương tự ở cái nốt số 3. Nốt số 3 vì nó có nhiều dòng nên mình đang chia thành 3.1, 3.2, 3.3. Thì cái nốt số 3 và 3.1 thì nó đang mô tả về tool và instruction amortization. Thì ở đây cái nốt này nó cũng khá là dài dòng và phức tạp đúng không ạ? Nên là chúng ta có thể phải dùng một cái hooking để xử lý nó. Thì ở đây họ đang mô tả thế này ạ. Minimum purchase of various tools and instruments for assembly and handling part of the equipment. These tools and instruments did not qualify as depreciated fixed assets under Vietnamese accounting standard. In 2017, the purchase amounted to 3,300 million. Exclusive VAT at the tax 10%. And đoạn này nữa thì có vấn đề này. Họ mua các cái công cụ dụng cụ và giá là 3,3 triệu không thỏa mãn điều kiện ghi nhận tài sản nên là họ sẽ muốn cho chi phí. Tuy nhiên là họ đang bao gồm cả gì đấy ạ? Cả tiền thuế giá trị gia tăng mà chúng ta mà ghi nhận vào chi phí thì phải ghi nhận là gì ạ? Không có thuế gia tăng. Minimum has include all of the purchase cost in the income statement, but for tax declaration purpose one to allocate the tool and instrument purchased over 2 years. À, trong báo cáo thì họ lại đang ghi là gì ạ? Là cả 3,3 triệu vào trong báo cáo. Vậy chúng ta sẽ working cho cái phần này. Tool and instrument. Sẽ working là expand được với câu này. Income statement. Should be là gì đấy ạ? Chỉ được ghi là 3 triệu 3 chia 1.1. Mà tôi phải phân bổ cho 2 năm nên mỗi năm chỉ được ghi 1 triệu rưỡi thôi. Thế nên là 1 triệu rưỡi còn lại tôi phải làm gì đấy ạ? Add back vào trong lợi nhuận chịu thuế của năm nay. Nên tôi mới tính ra phần add back là 1,5 triệu. Vì vậy ở cái dòng này tôi cũng sẽ add back là 1,5 triệu. Đấy, và tôi có thuyết minh ở đây là nốt 3.1. Tương tự như vậy, đến cái nốt tiếp theo là liên quan đến lương của director. Lương của director thì họ chia ra thành hai nhóm đúng không ạ? Một nhóm là involved management và một nhóm là not involved. Vậy thì involved management chúng ta được trừ. Được trừ thì chúng ta không phải điều chỉnh gì. Các bạn điền số 0 vào đây. Và chúng ta thuyết minh ở đây là nốt 3.2. Thế còn cái nhóm mà director mà not involved chúng ta không được trừ, chúng ta phải add back vào đây và chúng ta sẽ cộng vào đây đủ 3,5 triệu và chúng ta sẽ ghi ở đây là nốt 3.2. Tiếp theo là cái khoản bonus ở trong phần thuyết minh. Có cái khoản bonus thì chúng ta xem bonus của chúng ta có vấn đề gì nhá. Nào. Bonus ở đây nó nói là accrual has been made for occasional bonus for Lunar New Year holiday 5,500,000. The bonus was not provided for in either collective labor contract or any other document except for a statement in the labor handbook stating that management will consider pay bonus depending on the business operation results. There is no indication that management will have made a decision about the bonus or evidence that bonus payment will be made before tax declaration deadline. Nào, thứ nhất là cái khoản này chúng ta thấy rằng là nó có được trừ không ạ? Không được trừ vì nó không được quy định ở trong hợp đồng cũng như là trong thỏa ước lao động tập thể, mà chỉ nói một cái câu chung chung là sẽ có thể được trả bonus tùy thuộc vào hoạt động của kinh doanh của doanh nghiệp. Mà hiện tại thì là ban giám đốc cũng không có một cái quyết định nào nói về việc trả thưởng này, đồng thời là cũng chưa có ý định là chi trả cái khoản này trước thời điểm mà chúng ta lập tờ khai thuế. Vậy theo luật thuế nhập doanh nghiệp thì khoản này của chúng ta sẽ không đủ điều kiện để được trừ. Vì vậy tôi sẽ add back lại. Nên tôi sẽ ghi là bonus thì chúng ta sẽ nói là not stated in the document, nên add back. Chúng ta sẽ add back vào đến 5,5 triệu. Và tôi cũng ghi cái thuyết minh của tôi ở đây là refer theo cái nốt 3.3. Tương tự là cái per diem ta vừa nói lúc nãy. Cái per diem theo internal policy chỉ được trả 4 triệu thôi mà tôi pay out ra 7 triệu. Thế nên là tôi sẽ thấy rằng là cái phần exit là 3 triệu chắc chắn là tôi sẽ phải làm gì ạ? Tôi phải add back. Đấy thì ở đây tôi sẽ ghi là bằng 7.000 trừ 4.000 thì ra được 3.000. Và tôi sẽ ghi ở đây là nốt số 4. Thế còn dividend thì sao? Dividend thì vốn là một cái không phải nộp thuế bởi vì nó là exempt for CIT. Đối với doanh nghiệp nó không phải nộp thuế đâu ạ. Thì anh lại nộp thuế nên là bây giờ chúng ta sẽ được trừ ra. Thế chúng ta ghi rõ là exempt from CIT ở chỗ thuyết minh này. Thế là đủ rồi. Và mình ghi bên này là nốt số 5. Thế còn cái khoản profit mà chúng ta selling thì ở đây cũng thấy là cái khoản này chúng ta đã nằm ở trong cái profit rồi nên chúng ta không phải điều chỉnh gì cả. Nên là nó sẽ bằng gì ạ? Bằng 0 thì chúng ta vẫn phải ghi số 0 vào. Thế còn toàn bộ cái nốt số 6 trình bày với các cái khoản chi phí khác thì tất cả những cái gì mà vi phạm bị phạt, trừ cái phạt với hợp đồng economic contract thì lại không bị điều chỉnh, được phép khấu trừ. Phạt về nộp chậm thuế chắc chắn là bị rồi. Nộp thêm thuế nhập doanh nghiệp thì không phải làm lại chi phí nên không được cho vào chi phí, cũng phải add back. Penalty for violation of the contract thì violation of the contract có nghĩa là mình vi phạm hợp đồng thì không bị
nộp lại, nên chúng ta sẽ không phải khấu trừ, không phải điều chỉnh. Sau khi ta điều chỉnh xong hết, đọc xong 6 cái nốt đấy và làm phương án điều chỉnh ở đây, thì mình sum lại từ trên xuống dưới, từ cái dòng profit này cộng các khoản điều chỉnh, thì mình lập cái công thức ở đây bằng hàm sum. Thì đi thi các bạn cũng làm được cái hàm sum này ở trong cái phần mềm thi ạ. Sau đó mình tính thuế thì mình sẽ lấy cái số taxable income mình nhân với 2% thì sẽ ra được là CAT liability thôi. Thì đấy là một cách trình bày nó rất là đơn giản, gọn gẽ đúng không ạ? Chúng ta cứ nhớ là mỗi một cái dòng mà mình adjustment nên là chính là các cái nốt. Cái nốt của mình nó có bao nhiêu cái thì mình trình bày đúng bấy nhiêu dòng. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta trình bày một cái bài thi dài. Thì quay trở lại cái phần luyện tập của chúng ta thì ở đây thì mình có hướng là các bạn có thể vào cái website của ACCA như sau. Ví dụ như mình mở cái website của ACCA ở đây thì mình bật mạng lên đã. Thì chúng ta sẽ có thể gõ, có cái cách nhanh nhất là các bạn sẽ gõ là ACCA Taxation CBE là ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến một cái gì đấy ạ, đưa cho các bạn đến cái trang này, cái trang mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái giao diện ở đây là có CBE specimen. Đấy thì các bạn kéo xuống, các bạn sẽ có thể chọn cái resource ở đây là Vietnamese, đấy chưa? Thế sau đó thì nó sẽ hiện ra cái vùng này. Thì cái trên cùng là cái specimen, nhưng rất tiếc là cái bản này nó lại không phải là bản đầy đủ, chỉ là demo chúng ta hiểu thôi. Đấy thì các bạn click vào thì nó sẽ chạy. Tuy nhiên là ở đây mình đang tắt mạng nên là nó hơi chậm, nó đang chưa kết nối được ạ. Phải off cái airplane mode này đi. Đấy thì khi mà mình lựa chọn là vào cái mạng vẫn có wifi rồi đấy ạ, thì chúng ta sẽ click vào đây thì cái giao diện đấy, nó sẽ chạy chuyển sang cái giao diện giống như là cái giao diện đi thi. Và các bạn sẽ nhìn thấy họ sẽ yêu cầu mình phải chờ một chút ạ. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể luyện tập được cái giao diện này rất là đơn giản. Đấy, chúng ta bấm next ở đây. Chúng ta sẽ tìm được các cái câu hỏi để chúng ta luyện tập. Đấy, thì ở nhà thì các bạn nên thử vào để chúng ta có thêm gọi là cái cọ sát với cả thực tiễn để chúng ta đi thi. Đấy, trong trường hợp mà mình không đọc hết cái hướng dẫn thì nó sẽ báo là mình chưa xem hết. Vì thế nên là mình phải đọc xem hết. Đấy là cái cách mà chúng ta vào. Thế và còn lại thì ở trong cái trang này sẽ có thêm một cái gọi là constructed response workspace. Thì cái trang này cũng là một cái giao diện để cho chúng ta thực hành các bài tập dài giống như cái bài của kỳ December 2017 mà mình vừa mới làm thử để các bạn xem. Thế thì các bạn có thể vào đây và nó sẽ có 15 câu đầu tiên nó sẽ là what, và từ câu thứ 16 trở đi nó sẽ giao diện Excel. Thì tùy vào các bạn muốn luyện tập trên cái môi trường là what hay là môi trường Excel thì chúng ta sẽ dùng cái phím Navigator để chúng ta chọn. Đấy, thì ở đây người ta sẽ chỉ là cái workspace thôi, tức là nhưng rất tiếc vào trên cái này khi chúng ta làm xong ấy thì nó lại không lưu được, chúng ta chỉ có thể practice thôi, không thể làm được cái gì khác, nên là lúc nãy mình không chữa cái bài kia ở trên cái giao diện này, vì nếu mà mình thoát ra thì nó lại mất ạ. Đây, thì nó sẽ giống với cả cái môi trường để cho chúng ta thi. Đây chính là giao diện work của chúng ta, sẽ dùng cái giao diện này để gõ các cái lời answer của chúng ta vào đây. Đấy là cách mà chúng ta làm thử. Thế còn nếu chúng ta muốn chuyển sang thực hành ở trong Excel, các bạn bấm vào cái Navigator này. Các bạn chọn từ cái câu số 16 trở đi, nó sẽ là Spreadsheet ạ. Ở bên trái thì nó sẽ là một câu hỏi, nên là chúng ta không làm được gì bên này. Bên trái chúng ta không thể gõ vào được. Nó chỉ để chúng ta hình dung là câu hỏi nó sẽ ở đây. Và đi thi thì nếu mà cái phần câu hỏi nó to quá thì mình có thể kéo vào gì để cho cái phần làm bài của chúng ta nó rộng hơn. Đây thì đây là cái phần giao diện Excel mà chúng ta có thể thực hành được. Thì cái Excel này các bạn lưu ý nhé, là chúng ta không bấm vào cái nút này. Cái nút này là cái nút reset này này. Nếu mà muốn reset thì mọi thứ sẽ remove và mình không thể nào mà có thể undo được. Tất nhiên là sẽ hỏi, nếu mình bấm vào yes một lần nữa thì nó mới reset cơ. Tuy nhiên là đi thi hạn chế dùng cái nút đấy. Còn tất cả những phím chức năng có thể có như là cắt này, copy, dán gì đó thì nó vẫn có đầy đủ. Tuy nhiên chúng ta cũng rất là ít khi sử dụng đến những cái nút ở trên màn hình này. Chủ yếu là chúng ta cứ làm bình thường thôi ạ. Được chưa? Thế thì đây là một cái, trên đây là những cái hướng dẫn cơ bản nhất để chúng ta có thể cọ sát với cái bài thi ở dưới dạng là thi trên máy tính, để giúp cho các bạn có được một cái
cái môi trường để chúng ta đi thi một cách tốt nhất, và cũng xin chia sẻ một số cái kinh nghiệm để các bạn có thể luyện tập ở nhà, đặc biệt là những bạn chưa từng bao giờ làm bài thi ở trên máy tính. Hy vọng là cái buổi hướng dẫn này cũng sẽ giúp ích một phần nào cho các bạn. Chúc là các bạn có được một cái kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những môn học khác.